Xin chào tất cả các bạn, mình đang có mặt ở phòng 105 của trường giảng đường A2 của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và một lát nữa đây thì trung tâm mình sẽ có một lớp khai giảng dành cho tiếng Hàn, dành cho miễn phí dành cho các bạn mới bắt đầu. Và bên cạnh đây là một bạn học viên của trung tâm mình. Và mình sẽ hỏi bạn ấy một chút về nhá. Đầu tiên thì bạn có thể cho mình biết mình tên là gì được không ạ? Em tên là Ngọc. À, bạn Ngọc đúng không ạ? Vâng. Mình biết đến cái khóa học tiếng Hàn là miễn phí của trung tâm mình như thế nào vậy ạ? Em tình cờ lướt Facebook xong biết đến. Vâng. Và sau khi tìm hiểu thì Ngọc có mặc quả không có qua trung tâm mình để mình đăng ký tham gia khóa học đúng không ạ? Và được biết là khi tham gia khóa học này thì bên trung tâm mình hỗ trợ học phí cho Ngọc, cũng như là mình chỉ đóng cái phụ phí cơ sở vật chất là 600.000 đồng cho một khóa 3 tháng. Thì Ngọc có thấy cái chi phí này nó hợp lý không ạ? Em thấy hoàn toàn hợp lý. Và không biết là mình có đặt cái mục tiêu gì khi mà mình tham gia khóa học này của bên trung tâm mình không ạ? Mục tiêu của em là được top X2. Khi được top X2 đúng không ạ? Vâng ạ, và mình cũng chúc Hoàng Ngọc là sau cái khóa học này cũng như là mình sẽ có những cái buổi ôn thi để luyện thi topic 2 thì Ngọc có thể tham gia đầy đủ để mình có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra bạn Ngọc nhé. Và mình cũng chúc cho tất cả các bạn tham gia khóa học của bên trung tâm mình cũng thể... Vâng. Để tham gia khóa học của trung tâm mình thì như các bạn đã biết là mình chỉ đóng cái phụ phí cơ sở vật chất là 200.000 đồng thôi. Một cái chi phí mà hợp lý, rất là hợp lý đúng không ạ? Và mình mong rằng là khi nào các bạn tham gia khóa học này thì mình hãy tham gia khóa học đầy đủ, đi học đầy đủ nhưng cũng là chăm chỉ để mình có thể đạt được những cái mục tiêu mà Ngọc cũng như là các bạn học viên của trung tâm đề ra nhé. Chúc các bạn có một khóa học thành công và chúc các bạn có thể đạt được những cái mong muốn của mình nhé. Mình cảm ơn Ngọc ạ.